Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay thì tiếp tục đến nhà của anh Tuấn để quay giới thiệu chú vị và các bạn một số phô mai đây quý vị. Chào anh. Rồi mình chào Tuấn, mình cũng kính chào mấy cô chú mấy anh chị trên toàn miền đất nước ha. Thì hôm nay mình có về một lô mai phôi, muốn giao lưu với mấy anh chị. Thì ship mình thì bán bao ship toàn quốc nha anh chị. Rồi. Số đầu clip này đầu là... clip, số điện thoại mình chỉ ghi lên tiêu đề rồi nha, với rồi. Số Zalo luôn. Mã số 1 ha. Rồi vô mã số 1. Rồi cao 74. Cái hoành 27. Rồi. Tay cành nào quý vị. Quá đều luôn. Lùng lực luôn. Rồi để luôn ha. Để con bít bầu trơn nè. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Rồi, mã số 1 mình giao lưu 800 ạ. Mã số 2. Cái mai sâu. Rồi. Rồi cao khoảng tầm 2 mét đi ha. Rồi, nằm chắc khoảng đó ha. 2 mét trở lại. Cái hoành 33. Rồi. 33 hoành. Nè anh Tuấn dừng lại anh Tuấn. Như em này phôi mây này cũng xù quá vậy nè. Chạy cũng cùng mình hết trơn ha. Chỗ nào có hết trơn ha. Nách nào cũng chảy hết trơn rồi quý vị ơi. Dài từ trên xuống dưới luôn ha. Rồi, để luôn ha. Thì này cũng có ha. Đó hai cộng đó, đây cộng nó 3 cộng nè. Đây cộng 4 cộng, đây nữa 5 cộng. Tính ra nhìn thấy cũng được 5 cộng đế ha. Rồi đế thì cũng phân bố đều nè. Ít là phân bố đều. Tàn thì ok luôn. Rồi, phôi số 2, một phôi xù. Giao lưu nhiêu anh? Rồi, cái số 2 xù này mình giao lưu 4 triệu ạ. Rồi, ok. Cái số 3. Rồi, chiều cao luôn. Cao 70. Rồi. Cái hoành 24. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu như anh. Rồi, mã số 3 mình giao lưu 270 ạ. Rồi, số 4 luôn. Cao 73. Cái hoành 24. Rồi. Để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, mã số 4 mình giao lưu 700 ạ. Rồi. Chéo mấy cây đắng ạ. 5 luôn. Rồi, được mã số 5. Cao 77. Cái hoành 24 luôn. Rồi. Tàn đều luôn. Để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, mã số 5 mình giao lưu 400 ạ. Rồi, mã số 6. 6. Cao 62. Cái hoành 21. Rồi. Rồi, để luôn quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, mã số 6 mình giao lưu 300 ạ. Mã số 7. 7. Cao 48. Cái hoành 20. Rồi. Rồi để luôn nha quý vị. Rồi giao lưu nhiêu anh? Rồi số 7 mình giao lưu 208 ạ. Rồi. Rồi.
cao 60 bên đây. Đây bài cũng 60 luôn. Rồi. Cái hoành. Hoành 20. Bên nhỏ 18, tổng hai cái coi. Hôm nay là tới 37. Rồi, xe xe rồi. Luôn. Rồi rồi. Hai cây ha. Hai cây. Hai cây nó dính đâu hồi từ nhỏ. Để giáp thôi ha, điều cho ha. Rồi, giao lưu như anh. Rồi, mã số 8 mình giao lưu 650 ạ. Rồi. Mã số 9 luôn. Cao 50. Cái hoành 27. Rồi, 27 hoành. Rồi, giao lưu như anh. Rồi, số 9 mình giao lưu 400 ạ. Rồi. Số 10. Số 10. Cao 55. Cái hoành 22,5. Rồi. Rồi, để luôn à quý vị. Để con bự bự không ha. Rồi, giao lưu như anh. Rồi, số 10 mình giao lưu 320 ạ. Số 11. Cao 60. Cái hoành 23. Rồi. Để luôn. Để con bự bự không ha. Bích bầu luôn. Kính để. Giao lưu nhiêu anh? Rồi 11 mình giao lưu 450 ạ. Rồi. 12 luôn. Cao 47. Cái hoành 18. Rồi để luôn. Rồi giao lưu nhiêu anh? Rồi 12 mình giao lưu 260 ạ. Rồi. Số 13 luôn. 13. Cao 57. Cái hoành 18. Rồi. Để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, mã 13 mình giao lưu 250 ạ. Rồi, 250 ạ. Số 14 luôn. Cao 68. Cái hoành 22. Rồi. Để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, 14 mình giao lưu 350. Rồi, lên 15 luôn. Cao 45. Cái hoành 25. Rồi, 25 hoành. Để đều quá nè. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, 15 mình giao lưu 450 ạ. Rồi, 450 ngàn. Rồi, đập mã 16 luôn. Cao 80. Cái hoành 23. Rồi. Quá xa đế luôn. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, mã 16 mình giao lưu 500 ạ. Rồi. Số 17 luôn. Cao 70. Cái hoành 21. Để cái gì? Đấy, cũng đều đều không ha. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, 17 mình giao lưu 250 ạ. 18. Cao 59. Cái hoành 25. Đây cành bự ha.
25 hoành tại cành bự chảng. Còn để đây quý vị. Rồi, Zalo nhiêu anh? Rồi, 18 mình Zalo 450 ạ. Mã 19. Cao 63. Cái hoành 26. Rồi, để luôn. Zalo nhiêu anh? Rồi, 19 này Zalo 600. Rồi, 20. Cao 74. Cái hoành 26. 26 hoành. Để luôn à quý vị. Rồi, Zalo nhiêu anh? Dạ mã 20 mình Zalo 550 ạ. Rồi, okay luôn. Mã 21. Cao 55. Cái hoành 17. Rồi, xuống đế luôn à quý vị. Rồi, Zalo nhiêu anh? Rồi, 21, Zalo 150 ạ. 22. Cao 77. Cái hoành 21. Rồi, tay cành đây à quý vị. Rồi, để luôn. Rồi, Zalo nhá. Rồi, 22 mình Zalo 400 ạ. À. 23. Cao 47. Cái hoành 18. Này không có xù nữa nha. Nhỏ mà có giỏ. Rồi, Zalo nhiêu anh? Rồi, 23 mình Zalo 350 ạ. À. 24. Cao 54. Cái hoành 17. Tay cành cũng đều rang ha. Rồi, để luôn. À, Zalo nhiêu anh? Rồi 24 mình Zalo 208 ạ. À. 25. Cao 33. Cái hoành 20. Đây cũng khá đế quá ha. Rồi Zalo nhiêu anh? Rồi 25 mình Zalo 200 ạ. À. 200. 626. 26. Cao 69. Cái hoành 21. Rồi. Này cũng quá xa đế luôn à. Rồi, Zalo nhiêu anh? Rồi, mã 26 mình Zalo 300 ạ. À. Rồi. 27. Cao 62. Cái hoành 21. Để luôn à quý vị. Còn bự bự không à. Chị thằng đi rang luôn. Rồi, Zalo nhiêu anh? Rồi, 27 mình Zalo 208 ạ. À. 28. Cao 51. Cái hoành 18 rưỡi. Rồi. Rồi, Zalo nhiêu anh? Rồi, 28 mình Zalo 300 ạ. À. Rồi, 29. 29.
cao 82. Cái hoành 23,5. Xuống đế quý vị. Đế một cục luôn ha, đế đi rang luôn. Rồi, vô luôn nhiêu anh? Dạ mã 29 mình giao lô 450 ạ. Rồi. 30. 30. Cao 39. Cái hoành 16,5. Rồi. Để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, 30 mình giao lưu 170 ạ. 31. Cao 40. Cái hoành 15,5. Rồi. Để luôn. Cái cộng cũng to to không ha. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, 31 mình giao lưu cũng 150 luôn ạ. Rồi. Mã 32. Cao 77. Cái hoành 24. Rồi. Để luôn quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, 32 mình giao lưu 350 ạ. Mã 33. Cao 50. Cái hoành 19. Rồi, để lần nào quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, 33 mình giao lưu 300 ạ. Rồi. Rồi, mã 34. 34. Cao 80. Cái hoành 20. Rồi. Hai cành đều rang. Để xe đều hết luôn. Để luôn. Rồi, giao lưu nha anh. Rồi, 34 mình giao lưu 370 ạ. Rồi. Rồi, mã 35 cuối clip luôn. Cao 75. Cái hoành 21. Rồi, xe luôn. 21 hoành. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, mình mã 35 mình giao lưu 270 ạ. Rồi, 270 quý vị. Rồi. Cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem, quý vị lưu ý mã số nào rồi trực tiếp anh Tuấn ha. Rồi, số điện thoại anh Tuấn bể trên tiêu đề nha quý vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.